chung cuốn drama chèn ép Hoàng Thùy gọi tên Thanh Hằng, bị dân tình gọi là Thanh Xà, phẫn nộ trên mọi mặt trận. Dân tình đào lại loạt drama của chị Đại với Minh Hằng, Võ Hoàng Yến. Không phải là blog nhưng mà không biết là tại sao, nhưng mà một ngày đẹp trời thì Yến poster bình thường thì Yến có poster tất cả hai người vào thì Yến bắt ngộ hàng đây thôi, không biết là gì hả, thì mình rất là gấp chuyện lên xem thì thấy đẹp. Tối qua showbiz Việt đã một phen dậy sóng vì Hoàng Thùy đã công khai tin nhắn Thanh Hằng không muốn ngồi chung với mình trên dàn ghế ban giám khảo. Trong tin nhắn cô cũng ám chỉ Thanh Hằng đã dùng quyền lực chèn ép mình vì phía Dược Sĩ Tiến và Hương Giang vẫn đồng ý làm việc nếu Hoàng Thùy không ngồi ghế giám khảo chính với Thanh Hằng vì sợ ảnh hưởng. Vậy là sau tất cả, những lý lẽ mà Dược Sĩ Tiến đưa ra để từ chối Hoàng Thùy đều là giả dối. Dân tình nhận định Hương Giang và Dược Sĩ Tiến chỉ là bình phong đứng ra thay mặt chị Đại để kích Hoàng Thùy ra khỏi ghế ban giám khảo. Dân tình cũng nhận định rằng vì thế lực quá lớn mạnh của chị Đại trong showbiz mà Hương Giang và Dược Sĩ Tiến đều nhất làm theo không dám trái lời. Trước cú đánh úp của Hoàng Thùy, dân tình phẫn nộ trước hành động của bậc tiền bối như Thanh Hằng. Thế nhưng gây phẫn nộ hơn cả chính là hành động của một người được cho là quản lý của Thanh Hằng. Người này thẳng thừng đăng bài đòi tẩy chay Hoàng Thùy và gọi Hoàng Thùy là con mặt sẹo. Trước hành động quá mức kém duyên và có phần face shaming của quản lý Thanh Hằng, dân tình đã phẫn nộ lên tiếng khiến nhân vật này buộc phải khóa trang cá nhân. Phía Thanh Hằng hiện tại cũng chưa có bất kỳ động thái nào. Dân tình cũng bắt đầu đào lại những lùm xùm của Thanh Hằng với các nhân vật khác như Minh Hằng, Võ Hoàng Yến, Trang Khiếu, Minh Tú và hiện tại là Hoàng Thùy. Hiện tại phần lớn khán giả đang đứng về phía Hoàng Thùy và lên án hành động được đồn đại là chèn ép của chị Đại Thanh Hằng. Trước tiên là câu chuyện của Thanh Hằng, Minh Hằng và Võ Hoàng Yến. Tại đêm chung kết The Face 2018, khi quán quân gọi tên Mạc Trung Kiên thí sinh của Thanh Hằng thì Minh Hằng và Võ Hoàng Yến đã ôm nhau và rời khỏi sân khấu. Sau đó Minh Hằng và Võ Hoàng Yến liên tục có nhiều phát ngôn ẩn ý về quán quân không xứng đáng, cả hai còn cùng nhau quay MV có phân đoạn cùng nhau hất đổ Vương Miện khiến dân tình phải suy nhẫm về hàm ý bên trong, liệu có liên quan đến Thanh Hằng hay không. Sau cuộc thi, Võ Hoàng Yến cũng chia sẻ bản thân đã bị Thanh Hằng xóa kết bạn trên Facebook. Nói về mối quan hệ với đàn chị Thanh Hằng, đặc biệt là khi cả hai hủy kết bạn Facebook với nhau, Võ Hoàng Yến chia sẻ, thật ra chúng tôi không mâu thuẫn, gây nhau gì cả. Bỗng một ngày tôi đăng tấm ảnh poster chương trình và gắn thẻ chị Hằng vào, thì thấy không làm được. Tôi vào Facebook chị Hằng thì mới biết không còn bạn bè nữa. Câu chuyện là vậy, đừng hỏi tôi lý do vì sao vì tôi cũng không biết nữa. Vào năm 2018, tại show diễn váy cưới của Trung Thanh Phong, Thanh Hằng diễn First Face và Minh Tú diễn Verdette. Cuối show đột nhiên chỉ có Trung Thanh Phong và Minh Tú bước ra còn Thanh Hằng đột nhiên biến mất. Nhiều người suy luận rằng vì Thanh Hằng không muốn xuất hiện chung với đàn em vì Minh Tú không cùng đẳng cấp.